Vâng ạ, em Thuận xin được kính chào toàn thể quý anh chị quý hàng. Lâu lắm rồi mới lên sóng giới thiệu đến quý anh chị quý hàng về những chiếc xe ưa thích siêu đẹp. Trước mắt quý anh chị quý hàng là chiếc Range Rover phiên bản Evoque, bản Dynamic nha quý anh chị quý hàng nhé. Sản xuất năm 2014, đã lên hộp số 9 cấp quý anh chị quý hàng ạ. Xe màu trắng, nội thất hai màu, và Dynamic là phải nội thất hai màu quý anh chị quý hàng nhé. Xe màu trắng, lăn bánh được chục vạn km. Hiện tại thì em Thuận đang mong muốn bán và giao dịch đến quý anh chị quý hàng với mức giá hơn 700 triệu đồng. Xe thì rất là đẹp luôn. 2014 quý anh chị quý hàng nhá. Có cảm biến quanh xe, quanh xe có đến 5 camera hỗ trợ quan sát, có giữ pha, đèn bi. Thương hiệu Range Rover rất là nổi tiếng rồi. La răng đúc 20 inch quý anh chị quý nhà ạ, trang bị 4 cùng phanh đĩa nhá. Có xi nhan tích hợp trên gương này. Cái bản Dynamic ấy thì là nó sẽ có key let go cho kể cả 4 cánh cửa luôn. Chiếc này là chiếc crossover đường phố mà được rất nhiều nam thanh nữ tú lựa chọn nha quý anh chị quý nhà nhá. Chiếc này sẽ đăng ký vào năm 2015 và đăng ký biển Hà Nội từ đầu đấy quý anh chị quý nhà ạ. Xe có lip bô vuông này, đèn phanh trên vây rõ, cốp điện nhé. Đầy đủ phụ kiện đi kèm nhé, từ cái bàn thờ đến lốp dự phòng bên dưới. Đó. Lốp dự phòng còn chữ hạ luôn quý anh chị quý nhà ạ. Cốp điện bấm đóng bằng một nút bấm được quý anh chị quý hàng nhé. Mời quý anh chị quý hàng vào tham quan về không gian nội thất trong chiếc xe này. Bản Dynamic là phải nội thất hai màu, bản nào mà nội thất một màu thì là không phải là Dynamic hoặc là đã bị thay ghế da. Chiếc này thì khẳng định với quý anh chị quý hàng là ghế da nguyên bản theo xe từ nhà sản xuất quý anh chị quý hàng nhé. Các ghế thì đều được đục lỗ thông hơi và cái phiên bản của năm 2014 mẫu mới thì sẽ được trang bị sấy ghế cho hàng ghế phía sau luôn nữa nhá. Đó. Còn trước đó thì chỉ trang bị sấy ghế cho hàng ghế phía trước thôi. Có cửa sổ trời toàn cảnh đúng nghĩa nguyên một tấm kính. Đấy, rất đẹp. Có cảnh báo vượt, cảnh báo va chạm trên gương. Đấy. Vô lăng có sấy vô lăng này, có điều khiển giọng nói này, kết nối điện thoại này. Bên này là set cruise control và các phím điều hướng cũng như lệnh chuyển số thể thao phía sau nhá. Đèn và cắt mưa là tất nhiên là auto rồi. Ghế hai hàng ghế trước là chỉnh điện. Đấy, khu vực điều khiển điều hòa cũng như là điều chỉnh gương kính. Màn hình của chiếc này là màn hình cảm ứng luôn. Và xe có cần số lốm xoay thụt thò. Bản Dynamic là sẽ có 5 chế độ chạy tại đây nha quý anh chị quý nhà nhá. Đấy, chìa khóa thông minh để lốm chặn. Rất tuyệt vời đúng không quý anh chị quý nhà. Rất nhiều tính năng option tiện nghi tiện ích trên chiếc xe này. Quá đẹp đúng không? Chiếc này giờ giá rất êm rồi, có hơn 700 thôi quý anh chị quý nhà ạ. Ngày xưa để lăn bánh được chiếc xe này mọi người phải chi ra đến gần 3 tỷ đồng nhá. Giá bây giờ rất là hợp lý để quý anh chị quý nhà và các bạn lựa chọn. Xe rất đẹp, thiết kế thời thượng. Chi tiết hơn nữa về chiếc xe này thì mọi người liên hệ trực tiếp cho số điện thoại em lưu dưới màn hình. Đấy, bên em cũng có hỗ trợ quý anh chị quý nhà kiểm tra cũng như là sang tên đổi chủ, vay trả góp ngân hàng ở bất kỳ đâu nhá. Xin được cảm ơn quý chị quý hàng đã theo dõi video. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại một ngày gần nhất để được giao dịch chiếc xe này.